Xả bỏ tất cả thì sẽ có tất cả. Đa số minh sư dạy chúng ta rằng hãy buông bỏ tất cả rồi chúng ta sẽ có tất cả. Kinh Thánh cũng nói, ai bám giữ đời sống sẽ mất nó, nhưng ai buông bỏ nó sẽ đạt được đời sống vĩnh hằng. Cùng thế ấy, nếu chúng ta thật sự không ràng buộc vào bất kỳ sở hữu, danh vọng, tên tuổi nào trong thế giới này, thì mọi thứ thật sự đến với chúng ta. Nhưng một khi chúng ta nô lệ cho bất cứ gì trên thế giới này, chúng ta sẽ mãi mãi chạy theo chúng, rồi tinh thần kiệt sức, rồi đủ thứ vấn đề sẽ đến với chúng ta, mà không nhất thiết là chúng ta sẽ đạt được điều gì. Thật sự là vậy đó. Tôi nói từ kinh nghiệm bản thân, thật là như thế đó. Một khi chúng ta thật sự tìm kiếm thiên quốc, chúng ta thật sự có tất cả. Thậm chí khi chúng ta không muốn, nó vẫn tự tìm cách đến với chúng ta. Có khi chúng ta không muốn, nhưng phải chấp nhận thôi. Đôi khi cũng rất khó, đôi khi rất khó từ chối. Thật buồn cười khi Kinh Thánh nói, ai có rồi thì có thêm, ai không có thì có ít hơn nữa. Nhưng không có nghĩa là quý vị không có gì thì sẽ có ít hơn. Chỉ là khi quý vị không có gì cả, quý vị muốn đủ thứ, và cái năng lượng ham muốn đó sẽ như bức tường ngăn cản mọi thứ đến với quý vị. Cũng như vậy, chúng ta phải chân thành trong việc tu hành và không nên tham lam giống kiểu vật chất. Mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Chúng ta có thể cầu nguyện với sự chân thành chứ không tham lam đòi hỏi. Có sự khác biệt rất vi tế. Nếu quý vị có thể nhận ra sự khác biệt giữa sự ham muốn và lòng mong cầu giải thoát, mong cầu trí huệ, chân lý. Giữa lòng mong cầu chân lý và ham muốn thường tình có sự khác biệt vi tế. Và nếu không giữ mình thăng bằng cho tốt, quý vị sẽ bước qua bên này hay bên kia. Nếu quý vị bước qua phía bên kia, mong cầu tâm linh hơn thì rất tốt. Như vậy ngày hôm đó quý vị sẽ thiền rất tốt. Chúng ta không cần phải cầu nguyện mỗi ngày như thế. Chỉ khi nào thiền không được. Đôi khi thấy đèn tối, mọi thứ đều tối tăm ảm đạm thì quý vị cầu minh sư, rồi sự việc xảy ra, luôn luôn xảy ra. Trước khi tôi làm công việc này, rất hiếm khi tôi thấy sư phụ bên trong. Sư phụ bên trong hiếm khi từ chối lời cầu nguyện của mình. Khi sư phụ từ chối có nghĩa là điều mong ước đó có lẽ không tốt cho tôi. Sau đó tôi khám phá ra như vậy. Đôi khi sư phụ lấy đi của chúng ta thứ gì đó, rồi chúng ta rất đau buồn. Chúng ta nghĩ rằng sư phụ không quan tâm. Sư phụ biết là mình thích cái đó mà sao ngài nỡ lấy đi. Nhưng không phải vậy. Sau này quý vị sẽ rất vui là ngài đã dẹp bỏ cái đó cho mình. Là vậy đó. Đôi khi có thể là chúng ta thương yêu ai đó, ví dụ vậy. Rồi bỗng dưng sư phụ gửi đến một người khác tốt hơn, xinh đẹp hơn, hay thông minh hơn. Rồi chúng ta than khóc nghĩ rằng, ồ, thật hiếm khi mình bắt được con cá tốt, thế mà sư phụ hay ai đó lấy nó đi. Rồi chúng ta khóc như mưa về những điều này. Có thể đôi khi sau đó chúng ta gặp một người tốt hơn, rồi chúng ta nhìn lại, ồ, người này tốt hơn nhiều. Lúc đó có thể chúng ta sẽ cầu nguyện, sư phụ ơi, nếu ngài muốn lấy người này đi cũng được. Bởi vì có thể trong tương lai, ngài sẽ cho con người khác tốt hơn. Vậy thì cũng được, không sao. Chúng ta không bao giờ biết điều gì là thật sự tốt cho mình. Chúng ta phải luôn luôn cởi mở và chấp nhận. Và rồi chúng ta sẽ thấy là cuộc đời rất tuyệt diệu. Hoàn toàn hài hòa và tốt đẹp. Và là một ân điển mỗi ngày, 24 tiếng đồng hồ. Và đó là lúc chúng ta biết thế nào là tình thương thật sự. Tình thương vô điều kiện, không đòi hỏi. Tình thương mà không mong cầu gì cả, bởi vì tất cả sẽ là ân điển, tất cả đều sẽ tốt cho chúng ta. Thương kẻ thù của mình. Chúng ta nên là một tấm gương của tình thương thiêng liêng, lòng từ bi và sự hy sinh, rồi người khác sẽ khuất phục ngay cả kẻ thù của chúng ta. Nói về kẻ thù, chúng ta thật sự phải yêu thương kẻ thù của mình. Quý vị biết điều đó chứ? Bởi vì họ sẽ trở lại và rồi quý vị phải yêu thương họ. Họ trở lại làm vợ chồng, con cái của quý vị. Đó là cách quý vị phải thương yêu kẻ thù của mình. Quý vị có thể làm điều này bây giờ hoặc quý vị trở lại làm sau này. Quý vị có thể làm với lòng tình nguyện
hoặc quý vị phải làm theo mệnh lệnh của vị giáo chủ của nhân quả. Quý vị phải thương yêu họ bây giờ, bằng không quý vị sẽ phải trở lại và thương họ nhiều hơn nữa. Tận dụng lực lượng thiêng liêng. Tôi có nói với quý vị trước đây, quý vị cầu nguyện cho người nào đó có thể không hiệu lực thật nhanh. Nhưng bây giờ thì có hiệu lực vì chúng ta có một số lực lượng chữa lành có thêm toàn khắp địa cầu, mọi nơi. Ngày nay mọi thứ đều có thêm, mọi thứ. Thăng tiến tâm linh thêm lực lượng. Để hỗ trợ quý vị, giúp quý vị thuần chay ha. Việc ăn thuần chay như định hướng dinh dưỡng. Định hướng dinh dưỡng đó là lực lượng. Đó có nghĩa là nếu người nào nghĩ đến việc ăn thuần chay trước đây và thấy rất khó, bây giờ họ có thể cầu nguyện và có được lực lượng hỗ trợ và chuyển sang ăn thuần chay, không vấn đề gì. Ngay cả người sống bằng không khí, lực lượng người sống bằng không khí dễ dàng, quý vị cũng có thể dựa vào đó. Không hiệu nghiệm cho tôi nhé. Tất cả là cho quý vị. Cho nên đừng nghĩ tại sao tôi vẫn còn ăn súp, đó là nghiệp của tôi. Tôi ăn cho mọi người. Ước chi tôi không cần phải ăn, thật là phiền phức. Ví dụ, những lực lượng đó quý vị có thể có. Lực lượng thăng tiến tâm linh, định hướng đẳng cấp tâm linh, quý vị cũng có thể hòa nhập vào đó và biết được đẳng cấp của mình. Nếu quý vị đủ giỏi, tôi không biết chắc, lực lượng có sẵn đó nhé. Chỉ là một số người có thể dùng lực lượng này, một số người có thể dùng lực lượng kia, một số người không thể sử dụng. Lực lượng hòa bình. Nếu trước đó họ muốn có hòa bình, nhưng họ không thể nói chuyện với nhau hay là nó không hiệu nghiệm, thì lần này có thể hiệu nghiệm hơn, bởi vì lực lượng hòa bình. Có những lực lượng hòa bình khác nhau, hòa bình từ Thượng Đế, hòa bình toàn diện, hòa bình cho mọi người, kiến tạo hòa bình, trong những đẳng cấp khác nhau. Cho nên dĩ nhiên càng thiền nhiều, tôi mang xuống càng nhiều. Vì các hộ pháp của những nơi này hoặc thiên đàng, họ hà tiện, họ không ban phát nhiều. Họ không thấy gì tốt ở nhân loại nơi đây, thật sự mà nói. Họ nói với tôi, mọi việc nhân loại nghĩ và làm hay muốn làm đều là đầy tội lỗi. Hầu hết là đầy tội lỗi. Họ không muốn cho nhiều lực lượng xuống đây, điều đó cũng đúng. Ngay cả với đồng tu, quý vị đã cố gắng tối đa và tịnh hóa hơn, dĩ nhiên, nhưng không hoàn toàn. Cho nên ít ra tôi mang lực lượng xuống đây, vì đó là những thứ của tôi. Tôi mang xuống bao nhiêu tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi muốn. Vậy nếu quý vị có thể tận dụng nó thì đây là thời điểm, nhất là cho sự thăng tiến tâm linh. Và có rất nhiều thứ, hủy nghiệp, miễn nghiệp, tình thương trở lại. Nếu cảm thấy mình không có tình thương trong tâm, thì quý vị có thể cầu nguyện cho điều đó và có thể hòa nhập vào lực lượng đó. Tình thương trở lại. Nếu quý vị nghĩ mình mất tình thương trong mùa đông tâm linh nào đó hay đêm tối của sự tu hành, quý vị có thể cầu nguyện cho mọi điều đó. Bất cứ gì lợi ích cho tâm linh quý vị, tất cả đều ở đó. Tất cả đều có ở đó. Và tôi tiếp tục mang xuống thêm. Tùy theo quý vị có thể tiêu hóa bao nhiêu, quý vị được bấy nhiêu. Ví dụ, quý vị chỉ có thể ăn 2 chén cơm mỗi ngày hay mỗi lần. Và nếu quý vị cố ăn 3 chén, thì quý vị sẽ không thoải mái, hay quý vị có thể nôn mửa. Đại khái vậy. Cho nên lực lượng có sẵn đó. Như tôi nấu một nồi cơm lớn, nhưng quý vị phải ăn theo khả năng của mình. Nó là như vậy. Không phải tôi hạn chế là quý vị chỉ được một chén lực gia trì và anh ta có 2 kg lực gia trì tâm linh. Không phải như vậy. Chỉ là mỗi người phát triển khác nhau và vì vậy cũng nhận lực gia trì tương xứng. Một số người rất thấp khi tôi nhận họ vào, hầu như là đẳng cấp địa ngục và họ ở tại đẳng cấp địa ngục đã nhiều năm. Tôi xin lỗi phải nói vậy. Tôi cũng ngượng mà nói rằng tôi có những đệ tử như vậy. Nhưng tất cả quý vị sẽ được nâng lên và cuối cùng rồi cũng sẽ đi lên đẳng cấp cao hơn. Nếu không phải trong đời này thì từ từ sau khi quý vị vãng sanh. Một số người ở đẳng cấp Atula, Atula rất thấp cho nên họ rất hay tranh cãi, rất nóng tính, tánh tình thất thường. Rất khó làm vui lòng họ, không rộng lượng, không tử tế, thiếu ân cần, không quan tâm đến người khác, v.v.
không khoan dung. Và nhận rất nhiều nhưng không cống hiến. Ý tôi là trong mọi cách, không chỉ tiền hay tài sản. Và đôi lúc vẫn có loại hành vi rất khó chịu này. Nhưng dù vậy họ vẫn có cơ hội. Vì thế một số người không tiến bộ trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ là lúc mà ngay cả họ cũng có thể tiến bộ. Tôi thấy vậy. Tôi thấy nhiều. Tôi thấy nhiều thay đổi rất nhanh. Tôi rất vui về điều đó. Vì thế sự nỗ lực của tôi thật sự xứng đáng. Tôi chỉ hy vọng quý vị tiến bộ nhanh, lẹ. Hãy thành tâm, rồi quý vị có thể có thêm. Lời pháp và giáo lý chọn lọc. Hãy tiếp tục bổ sung tài khoản tâm linh của quý vị trước khi nó cạn. Nếu sức khỏe quý vị kém, đó có nghĩa là tài khoản tâm linh đã xuống thấp. Nếu quý vị cảm thấy không kiên định khi thiền Quán Âm, thì niệm hồng danh vài phút trước khi thiền. Nếu cảm thấy bộ phận nào của thân thể bị tê hay đau nhất, mặc kệ nó. Khi nhập định, sau đó quý vị sẽ có cảm giác như toàn thân không còn hiện hữu. Do đó đừng gãi chỗ này chỗ kia. Nếu quý vị ngồi thiền thanh thản tự nhiên, giống như là nhìn tôi, đó là thiền thật sự. Chúng ta đều có thể nghiệm khác nhau trong khi tu hành. Không phải ai cũng phải thấy sư phụ hoặc có thể nghiệm. Mỗi người có những đáp ứng kinh nghiệm và số mệnh khác nhau. Có lẽ số mệnh của quý vị là trở nên ngày càng vui vẻ hơn. Số mệnh của người khác là gặp sư phụ bên trong. Số mệnh của người khác nữa là thấy đèn, ánh sáng và nghe âm thanh. Chúng ta nên muốn giải thoát, muốn lên cảnh giới thứ năm và muốn có trí huệ và lực lượng. Chỉ những ước mơ này mới có giá trị. Đừng mong cầu gì khác bởi vì chúng sẽ tự nhiên tới. Sư phụ sẽ chăm sóc về phương diện vật chất, nhưng quý vị cũng phải mãn túc nữa. Không nên nghĩ là có hai chén cơm chưa đủ, trong bụng than phiền. Tại sao không cho tôi ba chén? Như vậy là không được. Khi đủ là đủ. Đôi khi chúng ta làm việc thiện, chúng ta thấy vui vì đã làm đúng. Lúc đó chúng ta gần gũi với tính chất của Thượng Đế, của Thánh Nhân, tình thương của chúng ta phát triển và chúng ta thấy hạnh phúc. Thiên đàng là ở đó, không phải đợi tới lúc chết rồi mọc cánh bay tới bay lui. Tiêu diệt ngã chấp tức là hợp cùng với Thượng Đế. Khi đồng nhất thể với Thượng Đế thì chúng ta sẽ mất chính mình. Nó đơn giản vậy thôi. Nếu nghĩ mình vĩ đại, thì chúng ta chẳng có gì là vĩ đại. Không phải là chúng ta có trọn thế giới trong tay, mà là chúng ta mãn nguyện với bất kỳ cái gì mình có. Bất cứ hoàn cảnh nào quý vị cũng phải tận dụng khía cạnh tốt nhất của nó, rồi điểm thêm vào đó một chút thơ, như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Kiếm tiền vừa đủ để nuôi thân mình là đủ tốt rồi. Chúng ta phải để dành thời giờ để tu hành. Khi có chiến tranh, tai nạn hoặc là những tình trạng bi thương cũng có tác dụng như thuốc đắng giả tật giúp cho chúng ta hiểu rõ những điều chúng ta thật sự cần làm khi đến thế giới này. Nếu phải làm việc gì thì hãy làm cho nhanh, nếu không sẽ không còn thời gian nữa. Hãy tin tưởng 100% và sống để tiếp tục tu hành. Không lâu quý vị sẽ thấy có kết quả. Khi gặt hái kết quả rồi thì quý vị sẽ tin tưởng nhiều hơn và do đó việc tu hành càng đơm bông kết trái. Thọ tâm ấn là triệu năm một lần. Nếu quý vị không hiểu ý nghĩa là gì thì ít nhất tới giờ phút lìa trần quý vị cũng sẽ hiểu. Lúc bấy giờ sẽ không còn ai ở bên cạnh quý vị nữa. Không có ai có thể đi theo quý vị. Không tiền bạc nào có thể mua lực lượng cho quý vị. Không địa ngục nào có thể che chở quý vị khỏi lửa địa ngục. Lúc đó, vị minh sư là người duy nhất đến với quý vị. Và lúc đó, quý vị sẽ hiểu. Có khi nếu cuộc sống của chúng ta cảm thấy không được trôi chảy, thì nên hiểu là trong quá khứ của chúng ta đã kết nghịch duyên, do đó phải phấn đấu. Nếu có thiện duyên,
Cũng nên biết rằng trong quá khứ mình đã làm những việc lành, do đó phải quý trọng. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục phấn đấu cho đến khi tâm của chúng ta hoàn toàn được yên ổn, hoàn toàn không để ý bất cứ chuyện gì, không chấp nhất, không bám víu vào bất cứ hoàn cảnh nào, và cho tới khi không có gì trên cõi đời này có thể ràng buộc chúng ta được. Lúc đó mới thật sự là tốt. Trước khi sanh ra, chúng ta đã được trao cho một pháp môn rõ ràng để đi tìm cuộc sống chân thật của mình. Con đường về cố quốc đã được trải ra ở bên trong chúng ta từ lâu. Nếu chúng ta quên tấm bản đồ cứu rỗi đời mình này, chúng ta sẽ bị vướng mắc trong vòng sinh tử mãi mãi. Con đường này rất thật và rất dễ thấy khi chúng ta nhìn nó bằng con mắt nội tại của linh hồn, nhưng chúng ta không thể thấy hoặc cảm nhận bằng mắt trần được. Nó sẽ tự động hiển hiện khi chúng ta thành tâm truy cầu. Dù muốn dù không, tốt hơn là chúng ta nên tìm sự trợ giúp từ một người dẫn đường có kinh nghiệm, vì đa số mọi người đã quên con đường này rồi. Ngay cả nếu chúng ta có nhớ chăng nữa, đường về quê rất dài và hiểm trở, nên chúng ta cần một người hướng dẫn cho chúng ta. Người hướng đạo này trước kia đã bước đi trên con đường này rồi, và họ đã biết mọi nẻo đường từ thế giới này tới thế giới tối cao. Nhờ ân điển của Thượng Đế, tôi đã tìm ra con đường trở về nhà. Tôi cống hiến sự khám phá này cho tất cả những ai muốn nhớ lại, và tôi cống hiến sự trợ giúp cho họ lấy lại sự chân phúc đã bị thất lạc từ lâu nay. Qua việc thọ pháp, chúng ta có thể hưởng hương vị thiên đường trở lại ngay tại đây và ngay bây giờ. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Ba Lê Pháp Quốc vào ngày 24 tháng 4 năm 1993. Nguyên văn tiếng Pháp và trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.